Xin chào các bạn. Như các bạn đã biết, ở trong cái dự án này, bạn thấy dự án về sau chúng ta sẽ triển khai thì sẽ có một số hệ thống ống gió như sau này. Bây giờ đây là hệ thống gió lạnh, hệ thống gió hồi. Gió lạnh để cấp gió đến cửa thổi, gió hồi để hút gió trở lại. Hệ thống gió tươi và hệ thống gió thải. Bây giờ chúng ta thử tạo bốn hệ thống đó vào trong phần mềm Revit xem sao. Bây giờ bạn trở lại phần mềm Revit. Thì ở đây các bạn có thể kéo xuống từ Test Project Browser. Các bạn có thể kéo xuống phần Family và chọn đến phần Duct System là phần để chúng ta tạo hệ thống ống gió. Ở đây có sẵn 3 hệ thống ống gió mặc định đúng không? Đầu tiên hệ thống gió lạnh chính là Supply này, bạn đáp duplicate. Và bạn chọn đây bạn sửa tên là hệ thống gió lạnh. Gió lạnh. Được chưa? Tiếp theo là hệ thống gió hồi là từ Return Air. Chọn đây và sửa tên là hệ thống gió hồi. Tiếp theo là hệ thống gió thải là sẽ từ XJE đáp lưu kết, sửa tên là hệ thống gió thải. Và cuối cùng là hệ thống gió tươi. Thì các bạn nhìn ở đây, đối với hệ thống gió lạnh thì bạn biết là cấp gió từ dàn lạnh ra cửa thổi đúng không? Thì trong dàn lạnh bạn thấy có các quạt đây, quạt sẽ thổi gió theo ống gió mềm ra cửa thổi. Đấy là nguyên lý cấp gió lạnh. Còn nguyên lý cấp gió tươi thì nó cũng đi từ quạt trên tầng mái này, nó thổi vào trong không gian phòng đúng không? Thì các bạn thấy nguyên lý cấp gió của hai hệ thống này là gần như nhau, chỉ có khác là nhiệt độ ống gió tươi, nhiệt độ gió tươi và nhiệt độ gió lạnh là khác nhau. Thì chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống gió lạnh này để duplicate kết tạo thành hệ thống gió tươi supply duplicate kết. Rồi bạn sửa tên nó, rename ghi là hệ thống gió tươi, được chưa? Đấy, thì bây giờ sau khi tạo xong các hệ thống này rồi, như những hệ thống này chưa được hiệu chỉnh, bây giờ bạn vào ví dụ hệ thống gió lạnh này. Thì đây cái bố cục nó cũng như đối với thiết lập hệ thống nước, thì ở đây bạn chọn là cái gì, chọn ở đây này, chọn ở đây là màu, còn đây là độ dày của nét trong hệ thống và đây là các loại đường, chọn một màu bất kỳ hồng chẳng hạn đúng không? Ok, dưới đây là thông tin về vật liệu, kêu bạn vào đây cũng như phần hệ thống nước thôi, bạn tạo một vật liệu mới chẳng hạn, ví dụ là tôn trắng kẽm thì bạn ghi là galvanize đúng không? Đã viết tiếng Anh cho chuyên nghiệp, galvanize. Tin sheet đấy, đấy là tôn trắng kẽm. Ok, được chưa? Đây là các thông số tính toán thôi đấy về vật lý. Còn dưới đây đặc điểm nhận dạng này, và dưới đây là rai rốp, tức là biểu tượng của ống gió trục, tức là ống gió đứng ấy. Chúng ta thường hay vẽ ống gió ngang, ví dụ ống gió đứng này, vì sau tôi hướng dẫn bạn vẽ ống gió đứng. Còn dt này là dt là viết tắt của lệnh vẽ ống gió, bạn để 3500 không vẽ được, vì sao? Bây giờ các bạn vào mặt đứng này, có thể thấy tầng 2 là 4.000, tầng 3 là 3.300 đúng không? Thì cao độ của tầng 2 là 3.300, tầng 3 là 7.300 thì cao độ tầng 2 là 3.300 đúng không? Mà trong khi đó chúng ta lại chọn cao độ 3.500, tức là nó vượt quá giới hạn nhìn của tầng 2, tức là không được. Thì bây giờ bạn sẽ có hai cách. Thứ nhất là bạn nâng cái view range nó lên, và thứ hai là bạn giảm cao độ này đi. Thì tôi giảm cho nhanh này, được chưa? 2.700. Hệ thống gió lạnh, chọn hệ thống gió lạnh này. Đấy, ví dụ đây. Vậy tôi vẽ cái ống trục nha. Ống trục tôi đẩy lên một đoạn đây, đây là ống trục. Đây cái rai rốp ấy, chính là biểu tượng của cái biểu tượng này, tức là cái biểu tượng này là hình vuông này, có gạch chéo này. Bây giờ bạn vào hệ thống gió lạnh này, được chưa? Bạn chỉnh đáy lốp chính là cái biểu tượng cross này. Bây giờ ví dụ tôi muốn chọn cái loại này chẳng hạn đúng không? Tôi ok. Bạn thấy lập tức nó thay đổi thành biểu tượng này. Thấy chưa? Cái này thì bạn thấy cái nào phù hợp với bạn thì chọn thôi, chứ cũng không quá quan trọng là bắt buộc dùng cái nào. Được chưa? Đấy là cách tạo hệ thống gió cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp. Bài học của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi và xin chào tạm biệt.